Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết tổng hợp tối ngày 20 tháng 12 của kênh VTC14. Trong 24 giờ qua, không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển dần ra phía biển nên biến đổi tính chất làm độ ẩm không khí tăng lên. Vì vậy mà từ nửa đêm qua đến sáng ngày hôm nay, tại các tỉnh Bắc Bộ đã xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, thời tiết ấm dần lên. Vào buổi sáng nay, hầu hết các nơi nhiệt độ đã tăng lên khoảng 1 đến 2 độ. Đến giữa trưa thì mức độ tăng nhiệt càng thể hiện rõ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trên 20 độ, có nơi đạt mức từ 22 cho đến 23 độ. Không âm u giống như ở khu Đông Bắc, một số tỉnh phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên và Sơn La trời có nắng và nhiệt độ khá cao, lên tới 23 đến 27 độ vào lúc 13 giờ. Trên khu vực Trung Bộ, ngày hôm nay mưa đã giảm hẳn, chỉ còn có mưa và mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc cũng tăng nhẹ, trời vẫn rét về đêm và sáng. Phần phía Nam thì nền nhiệt ít biến đổi và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 đến 31 độ. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của khối không khí lạnh vẫn đang trong quá trình suy yếu và nhanh có trung tâm lệch về phía đậm biển. Vì vậy, vào đêm nay và sáng ngày mai, độ ẩm không khí tăng cao, có nơi đạt ngưỡng bão hòa, trời khá âm u, có sương mù kèm theo mưa nhỏ. Mưa phùn khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Do vậy, khi tham gia giao thông trên những cung đường thuộc các tỉnh miền núi và qua vùng gần sông Hồ, quý vị lái xe cần chú ý hiện tượng này để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, đến gần trưa thì sương mù tan dần, trời hửng lên, đồng thời nhiệt độ tăng. Trời tiếp tục ấm lên khi nhiệt độ cao nhất vào ban trưa ở mức từ 23 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Riêng một vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc nhiệt độ có thể lên trên 27 độ. Do khối khí lạnh yếu đi nên những luồng gió đông bắc trên khu vực Trung Bộ không còn mạnh mẽ, mưa giảm hẳn ở các tỉnh ven biển miền Trung. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, nơi đây chỉ còn những cơn mưa thoáng qua và xuất hiện ở một vài nơi nên lượng mưa không đáng kể. Ở phần phía Bắc tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời cũng ấm lên nhanh. Vào đêm và sáng nhiệt độ sấp xỉ 20 độ và ban ngày đôi lúc có nắng nhẹ. Nhiệt độ hầu hết trên 24 độ, có nơi lên tới 26 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên vẫn mang tiết trời nắng ráo. Ban đêm ở Tây Nguyên trời se lạnh với nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Còn ban ngày hầu hết các nơi đều trên 30 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiệt độ sấp xỉ khoảng 35 độ. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, thời tiết ấm áp tại các tỉnh miền Bắc chỉ còn diễn ra trong ngày mai 21 tháng 12. Sau đó đến những ngày cuối tuần, một đợt không khí lạnh lại ảnh hưởng đến toàn khu vực làm giảm nhiệt độ, khiến trời rét trở lại. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là những dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và cao nhất là khoảng 22 đến 25 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ và cao nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và cao nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây có mưa ở vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ và cao nhất là khoảng 24 đến 27 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và cao nhất là khoảng 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 29 đến 32 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 32 đến 35 độ. Tại khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là khoảng 30 đến 33 độ. Cuối cùng mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tăng nhanh, trời ấm áp. Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày có nắng.
Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.